Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào trường hợp của eso, tiểu từ trạng ngữ. Eso thường đứng sau một danh từ là địa điểm xảy ra một hành động gì đó. Nói chung có thể eso thì chúng ta nghĩ là làm gì ở đâu, làm cái hoạt động gì ở đâu đấy. Cứ eso cộng với động từ thì tức là làm gì ở đâu, hoạt động gì ở đâu. Rồi, bây giờ chúng ta vào ví dụ này. Hương Sika Chipeso Swim Nita. Lúc này ta có động từ suy tả, swim nita, nghỉ ngơi. Chipeso, nhà, ở nhà. Hương đang nghỉ ngơi ở nhà. Subin Sika Unhen Eso Ilham Nita. Subin đang làm việc ở đâu? Unhen Eso. Subin đang làm việc ở ngân hàng. Rồi bây giờ chúng ta nói là học bài ở thư viện làm sao nhỉ? 도서관에서 공부합니다. Tôi học bài ở thư viện đó ha. Rồi tôi làm việc ở hiệu sách thì nó làm sao? 저는 서점에서 일합니다. Rồi vậy nhỉ? Tôi tập thể thao ở công viên. 공원에서 hoặc là nối qua 공원에서 운동합니다. Tôi tập võ taekwondo ở sân vận động. 저는 운동장에서 태권도를 합니다.